Dạ. Jim chào chị các bạn. Hôm nay Jim đang có mặt ở thành phố biển Vũng Tàu mà buổi chiều mưa. Hôm nay là đường Nguyễn Văn Ninh. Chỗ cái hẻm Nguyễn Thới ngay ngã tư phi trường này cho các bạn. Trời thì mưa lất phất, bữa nay mưa từ trưa tới bây giờ, mưa tới chiều luôn, từ trưa tới chiều luôn nha các bạn. Giờ đầu ngay ngã tư phi trường này. Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi còn đâu. Năm nào cũng vậy nha bạn, những cơn mưa tháng 6 lại về. Trời là cứ lúc nắng lúc mưa, con gái là lúc mưa lúc nắng. Đây cả tới phi trường mình rẽ trái là đường Trường Công Định, rẽ phải là mình đi qua bên đường Lương Thế Vinh đó nha bạn. Mưa thì mưa, nắng thì nắng và mưu sinh thì vẫn phải mưu sinh, nên là nhịp sống thành phố vẫn diễn ra đều đặn như vậy. Xe cộ vẫn lưu thông, công việc thì vẫn diễn ra. Nắng thì đã có dù, mưa thì chắc còn đã có áo mưa rồi, nên là dù nắng hay là mưa nắng hay mưa thì cuộc sống vẫn tiếp diễn như các bạn. Dạ chỗ này đi thẳng là đến cái dòng xoay giếng nước, mà bây giờ dòng xoay như ấy rồi bỏ rồi, thì thành cái ngã máy đạp 1 2 từ giếng nước các bạn. Cửa hàng, từ cửa hàng Tokyo này đã trái được tới học rồi các bạn. Hôm nay thì bữa nay sẽ đi qua cái đường 30 tháng 4. Đi từ ngã tư giếng nước đi về đường 30 tháng 4 nha các bạn. Để xe hai bánh được rẽ phải nha, rẽ phải. Ben Center bến tư này được xe cộ lưu thông rất nhiều nha các bạn, và rất nhiều công ty, nhà xưởng, xí nghiệp, khu dân cư ở gần con đường này rất là tiện, gần như các bạn. Theo quốc lộ 15 này nè, 15A cũ á, bây giờ đi thẳng ra ông Từ, dân cư đông đúc thì di chuyển cái này tiện hơn, có nhiều công ty nữa và gần ngoài cảng biển ở đây nữa như bạn, nên đường 4 tư rất là lưu thông rất nhộn nhịp nha dù trời mưa. Đây ngay ngã tư Nhà Đèn như bạn, chỗ này có công ty điện lực là nhà tư Đà Lạt Nhà Đèn. Thường có những cái tên gọi nó rất là tượng hình như các bạn, dù thấy sao gọi vậy thôi. Xưa thì đốt đèn dầu, có đèn điện thì nhà đó gọi là nhà đèn, thì nó phát điện ra làm sáng đèn. Chung đi các địa danh ở Việt Nam mình nó cũng rất là hay, có một vài nơi tên gọi cũng rất là lạ như các bạn. Thường do cái ngôn ngữ địa phương là nhiều nhưng mà lâu rồi không có lên các tỉnh miền Tây Nguyên nhưng mà cách gọi địa danh đó là theo người dân tộc bản địa. Một số từ chỉ các bạn mình lần đầu tiên mình nghe thì không hiểu đâu. Nên là
lắm, để hiểu thì để hiểu những cái từ đó thì phải học các bạn, như học tiếng Việt, tiếng Việt là tiếng của người Kinh đó. Còn tiếng các dân người dân tộc khác của Việt Nam mình cũng nhiều lắm, các dân tộc khác ở Việt Nam mình khá là nhiều. Việt Nam tới 50 mấy dân tộc lận, là mỗi dân tộc có một ngôn ngữ, chủ yếu là tiếng nói nha các bạn, ngôn ngữ nói là nhiều, rất là hay nha các bạn. Mình nếu mà mình tìm hiểu về những cái tên gọi đó rất là thú vị. Bữa nay đi trời mưa nên phải trang bị luôn áo mưa cho camera luôn. Nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của tôi yêu nàng. Wow, chỗ này tao bán cái gì ta, trái vải hả? Trái vải. Mùa này như đang là mùa vải à. Năm có 12 tháng thì có chu kỳ xuân hạ thu đông. Và các tỉnh ở phía Nam của Việt Nam thì miền Nam thì có hai mùa mưa nắng rõ rệt thôi. Mùa này đang có mùa mưa. Nam thì trời mà dưới 10 độ C là hiếm nhiều bạn. Giờ này hoa phượng như còn nở nhiều bạn. Đường này là giống như đường xa ướt mưa luôn á. Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất trôi còn đâu, hạnh phúc quá đơn sơ đi kiếm bất ngờ. Mặt trời bé con. Nhà khu vực này ngay cái tiền cảng, cảng của Vietso Petro, những danh dầu khí Việt Nga như vậy. Trời bữa nay mưa làm cho bao thi sĩ tức cảnh sinh tình. Thường là mưa ở Huế nha các bạn, mưa ở các cái vùng mưa là mưa phùn lại mưa Huế nó hơi buồn buồn nha các bạn. Mưa thì Liên cũng đi lang thang vài nơi, có lúc mưa khác nhau, nhưng mà thường thường ra Huế là cái mưa Huế nha các bạn, mưa cảm giác nó tĩnh mịch hơn và nó làm cho cái buồn rười rượi hơn nha các bạn. Đây ngã ba Chí Linh các bạn, rẽ phải chỗ này có cái chợ Thắng Nhất bên tay trái, có thể mua hàng nhu yếu phẩm cần thiết. Chỗ này bên tay phải đường vào chợ cổng sau đây, đường Nguyễn Tư, chỗ này đi ngang phường Rạch Dừa. Nói về mưa thì các cái vùng có cái kiểu mưa khác nhau nha các bạn, mưa rào, mưa phùn, mưa giông. Mà thường cái mưa phùn nó mưa dai á các bạn, kiểu mà lốc phớt cái này nè các bạn, mưa hoài á, nó tạnh mưa mấy tiếng hồ luôn.
chúng đau lẻ loi hãy vào sân vì anh ngang khu vực đường bán nhiều đồ nội thất đây có mấy tiệm vàng của con trang điểm cửa hàng thời trang việc khai trương. Mưa thì mặc kệ mưa ha, mưu sinh thì vẫn phải mưu sinh thôi chị các bạn. Này thì mà đi ngang bên tay trái là cái giáo xứ như là Hải Xuân nè. Mưa thì cái tầm nhìn xa mình không có nhìn xa được nha các bạn. Đi đường thì tốc độ chạy xe nó hạn chế, không chạy nhanh được. Dạ, chỗ này đi thẳng tới khu vực phía trước là ngã tư Đông Xuyên, là ngã ba đường mới nha các bạn. Phải là đi phía sau cho gạch dừa nè. Dạ, cảm ơn chị các bạn rất là nhiều đã cùng đêm đi trên đường 30 tháng 4 Vũng Tàu trong một chiều mưa. Hẹn gặp lại chị các bạn trong những clip tiếp theo. Cái này đến cái ngã tư Đông Xuyên này và đường mới.